Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tìm iPhone bị mất Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên á Thì à, các bạn chuẩn bị một con thoại iPhone khác nha Ví dụ như là cái thoại iPhone 15 và ruột của mình đã bị mất nha Thì à, đồng thời cả hai máy các bạn cũng đăng nhập chung một cái tài khoản iCloud nha Đây mình đăng nhập chung một cái tài khoản cà lao này hoặc là các bạn sử dụng máy Android và cái máy Android đó các bạn từng đăng nhập cái iCloud vào rồi các bạn đã từng bấm tin cậy rồi thì như thế các bạn sẽ đăng nhập nó được thuận lợi hơn rồi sau đó mình sẽ tìm iPhone cho các bạn xem à, ví dụ như cái máy 15 Pro của mình đã bị mất thì mình sẽ tắt và để nó sang một bên rồi sau đó ở trên cái máy đây các bạn vào có ứng dụng Safari nha sau đó các bạn bấm vào tìm hoặc nhập tên web này các bạn nhập là icloud.com Sau đó các bạn bấm vào đi cho nó vào cái trang web này Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào đăng nhập Bạn có muốn đăng nhập vào icloud.com bàn adipo của mình nữa nè Của bạn không Thì nếu như mà đúng cái tài khoản icloud các bạn đã từng đăng nhập trên máy bị mất rồi á thì các bạn bấm vào tiếp tục nếu như không phải thì các bạn bấm vào sử dụng một ID khác và các bạn đăng nhập vào nha thì ở đây đúng rồi nên mình bấm vào tiếp tục cho nó nhanh rồi nó xác nhận phê đi và nó đăng nhập vào khá nhanh nha rồi bước tiếp theo các bạn kéo xuống các bạn tìm tới cái mục tìm này. Các bạn bấm vào. Rồi khi các bạn bấm vào thì nó đã xuất hiện cái Điện thoại iPhone 15 Pro của mình bị mất này. Và iPhone 13 Pro là cái máy đây. Thì các bạn cũng có thể xem bản đồ nha. Ở đây thì mình thường xem bản đồ vệ tinh cho nó chi tiết. Ví dụ như trong trường hợp mà các bạn bị đánh rơi á thì các bạn có thể nhìn cho bản đồ này và các bạn đi theo tới cái chỗ khác, tới cái chỗ mà nó hiển thị cái điện thoại iPhone của mình. Sau đó à, các bạn bấm vào iPhone 15 Pro. Thì ở đây nó có cho mình ba lựa chọn này, phát âm thanh, đánh dấu là bị mất và xóa thiết bị nha. Rồi, ví dụ như là các bạn tới cái nơi mà các bạn đánh rơi hay là bị mất á. Bây giờ các bạn muốn cho nó phát âm thanh lên like nhé thì các bạn bấm vào phát âm thanh. Đó, thì cái iPhone 15 Pro của mình bây giờ nó bắt đầu phát âm thanh lên này. Như thế thì các bạn có thể dễ dàng để mà có thể biết được iPhone của mình nó nằm ở đâu nha. Và có một cái tính năng tiếp theo đó là đánh dấu là bị mất này, thì các bạn bấm vào chế độ mất iPhone 15 Pro các bạn bấm vào tiếp theo thêm số điện thoại này thì bước này các bạn thêm cái số điện thoại nó hiển thị trên màn hình của iPhone 15 Pro nha các bạn thêm cái số điện thoại của các bạn vào thì nếu như mà người họ nhận được điện thoại này á họ có ý định trả lại điện thoại cho mình á thì họ sẽ gọi qua số đó và có thể liên lạc với họ để mà có thể lấy lại điện thoại nha rồi thì sau khi các bạn đã thêm số điện thoại rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào tiếp theo thêm tin nhắn này iPhone này bị thất lạc vui lòng gọi cho tôi này thì các bạn cũng có thể ghi thêm vào nha ở đây thì mình sẽ để cái dòng tin nhắn như thế này luôn rồi bây giờ mình bấm vào kích hoạt rồi khi các bạn kích hoạt xong rồi á thì ở bên máy iPhone 15 Pro của mình nữa nè, thì nó để là iPhone bị mất này. iPhone này bị thất lạc, vui lòng gọi cho tôi qua số điện thoại đây. Đó. Thì nếu như mà người khác nhặt được cái iPhone 15 Pro của mình đây, họ có ý định trả lại cái điện thoại đây cho mình á thì họ sẽ gọi qua số đây. và liên hệ tới mình để trả lại chiếc điện thoại nha. ở đây thì các bạn không thể nào mà sử dụng những cái chức năng khác được chỉ có bật đèn pin thôi bật đèn ở phía sau thôi bật đèn phía sau này ngoài ra thì các bạn không thể nào mà sử dụng những chức năng khác nha chụp hình cũng không được luôn chụp hình qua video cũng không được luôn đó và có một cái chức năng khác nữa đó chính là xóa thiết bị thì trong cái trường hợp mà các bạn không còn khả năng để mà lấy lại cái iPhone 15 Pro của mình thì um, các bạn cũng có thể xóa thiết bị nha xóa thiết bị thì nó sẽ xóa tất cả dữ liệu trong máy của mình vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn các cách để mà các bạn có thể tìm lại cái điện thoại iPhone bị mất video của mình cũng dừng tại đây Cảm ơn các bạn đã xem bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé Bye bye